hai đồng chí ơi, rửa rồi bát giỏi nhá. Linh rửa bát kìa. Mày lên đây. Hai 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 cậu cháu ở đây là tích cực sáng rồi ra là Vi chỉ gọi một câu là Vi dậy ngay, Vi phật dậy xong Vi đi ra rửa mặt đánh răng luôn. Một câu có dây điện gì đây? Mày. Không ra lấy cái kia đổ cái kia vào thùng rác xong rồi lau bàn lau ghế đi mỗi người một việc. Bây giờ con chả giờ này, con chả ngủ đâu.